Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của Kho Hàng Thành Phước. Thì hôm nay em lên cho anh chị em là một cái máy cắt cỏ sử dụng xăng nha anh chị em. Đó thì đây là máy cắt cỏ của thương hiệu Steel. Đây là thương hiệu rất là nổi tiếng về cái động cơ xăng luôn, cũng như là máy cưa xích, máy cắt cỏ hay là những cái máy nổ khác nha. Rồi thì cái con này là tình trạng mới chưa qua sử dụng luôn. Thì bây giờ em sẽ khui thử ra cho anh em xem thử luôn ở bên trong như thế nào nha. Rồi thì hàng thùng thì rất là đẹp rồi anh em ơi ha, hàng thùng thì rất là chuẩn rồi. Rồi thì ở bên đây là những cái phụ kiện lặt vặt của nó nè, em cũng mở ra luôn cho anh em coi luôn. Rồi mở cái thùng phụ kiện ra luôn anh em. Trước tiên nó có cái này ha, cái này là cái đồ mà gắn để chụp bảo vệ cái lưỡi nè. Đó. Rồi còn cái này là cái tay ha, đó hai cái tay hai bên thì em cũng gá sơ vô cho anh em mình coi luôn. Còn cái này là một cái bình ha, cái bình này là cái bình bởi vì khi nó sử dụng cái động cơ mà xăng pha nhớt á thì cái bình này để người ta cho mình pha xăng với nhớt ha. Thường á là mình pha cái tỷ lệ là 2% nha anh em, tức là 100% xăng thì là 2% nhớt. Đó, nó cũng tương đối rất là ít thôi. Rồi ở đây á thì nó có kèm cho mình một cái lưỡi cứng nha anh em. Đó, cái lưỡi cứng chưa qua sử dụng luôn nha. Đó, cái này của hãng luôn. Rồi thì cái lưỡi cứng này thì anh em lắp vô cũng được, mà khi mà mình về á, mình mua về mình có thể là mua cái lưỡi theo cái nhu cầu sử dụng của mình luôn. Đó, mình có thể mua những cái mẫu lưỡi mà mình hay sử dụng thông dụng ở nhà cũng được. Còn đây là cái lưỡi của hãng cho theo máy nha. Rồi em cũng gá sơ vô. Rồi đây nè, em mở. Bây giờ em cho anh em coi cái động cơ ha. Đó, đây là cái động cơ của cái máy nè. Đó, cái này, cái động cơ này á thì nó khoảng là 25cc nha anh em. Đó, động cơ nó là 25.5cc. Rồi ở bên đây nó có một cái ngăn, ngăn này để biểu tượng bình xăng, thì tức là mình xăng pha nhớt mình bỏ vô đây thôi. Rồi thì cái này tình trạng chưa có qua sử dụng cho nên là anh em nhìn thấy là nó rất là đẹp, rất là xịn sò hết bài luôn. Em gá sơ vô cho anh em mình coi luôn. Đó, đi kèm thì cũng có những cái phụ kiện lặt vặt cho mình để mình có thể tự ráp cái máy này luôn nha anh em. Rồi thì ở đây cái đầu lục giác thôi, mình chỉ việc là mình dặn nó rồi mình gá vô thôi. Đó, gá hai cái tay cầm. Còn cái bên đây nó có cái tay này có nấm chỉnh luôn anh em ha. Đó, để anh em đề ga đó, cái ga lớn ga nhỏ gì thì anh em bóp ở đây thôi. Rồi rất là xịn sò. Còn cái này đã chốt an toàn. Bình thường nếu như anh em chỉ cần bóp vô cái này là nó không được nè. Cái này là cái nấm ga này là không được, mình phải bóp cái chốt an toàn này là mình mới bóp được cái nấm ga. Nó tránh cái trường hợp là có khi là mình vô tình mình cầm trúng á, cái là nó chạy cái máy. Rồi ở đây thì em cũng gá sơ sơ vô cho anh em mình coi luôn. Ở bên kia luôn. Gỡ phần bọc ra luôn nha. À, rồi để vậy luôn. Rồi ok. Nói chung là trong vòng một nút nhạc thôi ha. Ráp cái này trong vòng khoảng 3 phút là xong rồi anh em ơi. Rất nhanh ha. Thường á, những cái máy mà Steel này á thì anh em mua hàng bãi thì nó cũng mềm rồi, mà giá nó cũng không có rẻ đâu. Những cái máy Steel này nếu như anh em mua cái máy cũ mềm thì giá nó cũng tầm khoảng 2 triệu rồi, 2 triệu, 2 triệu mấy rồi. Mà bây giờ á, em nhập được của hãng về, nó một cái lô máy mới mà giá rất là tốt luôn, chỉ có 2 triệu 850 ngàn thôi. Nó anh em mua cái hàng bãi, cái máy cũ nhèm là gần hơn 2 triệu rồi. Mà cái này là máy chưa qua sử dụng luôn mà chỉ có 2 triệu 8 thôi. Thì thật ra là mình mua đồ mới nó ok hơn nha anh em. Bởi vì nội mà một cái lưỡi như vậy, nếu như anh em mình đi mua ở ngoài, cái lưỡi này cũng phải từ 300-400 ngàn một cái. Nó cho nên là mình mua cái máy cũ thì nó đâu có cái lưỡi mới. Đó, thì tiền cũng vô đó thôi mà mình mua được cái máy mà mới chưa qua sử dụng luôn. Rồi còn cái phần này. Đó đây, cái phần này thì người ta gắn lên đây để nó chụp bảo vệ lại thôi. Đó đây. Đây nè, mở cái đó ra. Đúng rồi, mở cái này ra, gắn vô đây. Rất là tiện lợi anh em ơi. Nói chung là em bán đồ bãi nhiều nhưng thật ra những cái đồ mà hàng xịn á mà khui thùng ra là em mê lắm. Bỏ một bên thôi là được. Dần 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 mới đúng nè. Đúng rồi. À, quá ok. Rồi thì những anh em nào mà mình hay sử dụng máy cắt cỏ cũng như là cái máy cưa xích đồ đó ha, đó những cái động cơ xăng á thì mình biết về cái thương hiệu Steel này rồi ha. Đó,
Cocktail này là cái thương hiệu rất là nổi tiếng nha anh em, rất là nổi tiếng, rất là cao cấp luôn. Rồi thì em sẽ quay tổng thể qua cho anh em mình coi nha. Đó, tổng thể này ở đây nó có cho mình luôn cái dây đeo nha anh em. Cái dây này để anh em đeo lên mà anh em có thể mà mình cắt cỏ ha, cho nó phù hợp. Rồi ở đây thì nó có cái nút start stop ha. Đó, khi mà anh em mình á mà mình khởi động máy thì mình chỉ cần bấm nút start này thôi. Rồi là mình đó, ở đây mình kéo e ra rồi mình đề nổ thôi. Đó, còn khi anh em nghỉ á, thì bấm đây, nó nút đây stop mình bấm vô thôi là ok. Rồi thì em quay tổng thể lại cho anh em coi cái máy ha. Đây là máy cắt cỏ. Rồi đôi giùm anh chiều dài luôn. Chiều dài từ trên đây tới cái đầu nó là bao nhiêu luôn. Rồi tổng thể chiều dài của này là 1m8 nha anh em, 180mm nè, là 1m8 nha. Rồi hai tay cầm hai bên. Rồi anh em mua về chỉ việc là đổ xăng vô mà xài thôi. Đó, động cơ xăng pha nhớt thì chỉ việc đổ xăng vô xài thôi. Còn lại tất cả những cái đồ ở dưới đây thì nó đều là hàng mới chưa qua sử dụng hết. Rồi ở đây thì nó có cái e ở đây nè anh em. Đó, cái e ở đây ha. Đó, rồi ok, quá tuyệt vời luôn. Giá chỉ có là 2.8 triệu thôi. 2.8 triệu thôi, anh em mua cái đồ cũ mềm mà hàng bãi Nhật gì thì nó cũng hết 2 triệu rồi. Đó, quên, cái này là 2.850.000 anh em. Đó, rồi giá của nó là 2.850.000 một cái máy cắt cỏ của Steel ha. Đó, hàng chính hãng full thùng như vậy luôn cho anh em mình luôn nha. Anh em nào mà quan tâm cái mẫu máy cắt cỏ này thì vui lòng inbox hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Giá của nó là 2.850.000 nha anh em. Rồi ok, anh em nào quan tâm tới mẫu máy cắt cỏ này thì nhắn tin hoặc điện thoại cho em luôn. Rồi em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong mấy cái video sắp tới nha.